Cảm ơn lời giới thiệu của giáo sư Gai Mác. Các bạn thân mến, tôi xin được bắt đầu với cái nội dung chiến lược vi khuẩn kháng thuốc trong viêm phổi cộng đồng. Chúng ta tập trung câu chuyện của chúng ta là viêm phổi cộng đồng community acquired pneumonia. Thì chúng ta cũng xác định ngay đó là một cái trường hợp viêm phổi ở ngoài bệnh viện hoặc là ở ngoài bệnh viện nhưng mà nó không có liên quan đến các cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các chăm sóc sức khỏe kéo dài. Và chúng ta cũng cần phải lưu ý là có một cái thuật ngữ gọi là healthcare associated pneumonia, tức là H kép đấy, nhưng mà hiện nay thì cái thuật ngữ H kép này dần dần đang không được sử dụng một cách gọi là chính thức ở trong các cái tài liệu mà gọi là chính thống nữa, để chúng ta hình dung được cái thuật ngữ này nó đã có một cái chứng minh rằng là nó không có liên quan gì đến cái câu chuyện của vấn đề kháng thuốc. Để vào trong cái câu chuyện của nhiễm khuẩn hô hấp, viêm phổi cộng đồng và vấn đề kháng thuốc thì tôi rất là muốn đi ngay vào cái nội dung của vi sinh gây bệnh. Ở trên cái slide của chúng ta có ba cái cột. Cột thứ nhất là các cái trường hợp viêm phổi cộng đồng mà chúng ta nhẹ và trung bình chúng ta điều trị ở ngoài cộng đồng. Cái cột thứ hai là những trường hợp trung bình và nặng chúng ta cần nhập viện, và trường hợp thứ ba là những cái trường hợp ở ICU chúng ta nặng chúng ta cần phải cho nhập ICU. Thế thì ở trên ba cái cột này cho chúng ta thấy rằng ở một cái nhãn quan có tính chất là phổ biến ấy, thì chúng ta thấy rằng là phế cầu, tức là Staphylococcus pneumoniae và Haemophilus benzoe là các cái vi sinh gây bệnh mà chúng ta thấy rằng là chủ yếu. Chúng ta cũng có thể gặp được các cái tác nhân vi sinh gây bệnh này ở trên những trường hợp nhập viện và cũng như là những trường hợp nhập ICU. Ở bên cạnh đó thì chúng ta cần phải lưu ý đến một cái nhóm tác nhân nữa gọi là nhóm tác nhân vi sinh gây bệnh không điển hình. Tôi muốn nói đến có một cái sự khác biệt rất là quan trọng giữa cái viêm phổi cộng đồng nhẹ trung bình điều trị ở ngoài cộng đồng thì chúng ta gặp chủ yếu là Mycoplasma và Chlamydia, trong khi đó những trường hợp nhập ICU thì chúng ta gặp chủ yếu là Legionella, và chúng ta cần phải lưu ý đến cái tác nhân vi sinh gây bệnh này. Thế còn cái mà chúng ta rất là lo lắng đó là một cái nhóm gọi là vi khuẩn gây bệnh không phổ biến, đó là trực khuẩn đường ruột gram âm Pseudomonas và Staphylococcus, thì chúng ta cũng biết là nó chỉ gặp khoảng độ chừng 10% các cái trường hợp viêm phổi cộng đồng mà thôi. Như vậy có thể nói là chúng ta có một cái nhãn quan rất là quan trọng là vấn đề phổ biến của các cái vi sinh, các tác nhân vi sinh gây bệnh. Nếu mà chúng ta nhìn ở trên cái slide này, chúng ta thấy rằng là nó chia ra theo mức độ tuổi, chúng ta thấy rằng là các cái tác nhân vi sinh gây bệnh chủ yếu đối với những trường hợp trẻ là phế cầu, nhưng bên cạnh đó các cái tác nhân vi sinh gây bệnh phổ biến không điển hình tức là Mycoplasma và Chlamydia cũng rất là thường gặp. Trong khi đó đối với những người già thì chúng ta cũng thấy phế cầu, chúng ta thấy Haemophilus benzoe, nhưng mà chúng ta lại thấy thêm cả cái tác nhân gây bệnh đó là Pseudomonas. Thế như vậy có thể nói rằng là vấn đề mức độ nặng, vấn đề tuổi cho chúng ta một cái ý niệm tương đối là có ý nghĩa trong cái việc chúng ta lựa chọn kháng sinh kinh nghiệm. Khi nói về vấn đề vi sinh gây bệnh không điển hình đó, hay là atypical pathogen đó, ở trong viêm phổi cộng đồng thì tôi rất là muốn lưu ý với các chị rằng là nó chiếm khoảng từ chừng 20 đến 30% các cái trường hợp. Thực sự mà nói, các con số này nó không thực sự chính xác lắm bởi vì chúng ta không xét nghiệm một cách thường quy ở trong thực hành lâm sàng. Nhưng mà dường như nó có một cái ý nghĩa hơn cả mà chúng ta đã nghĩ, đặc biệt là trong những cái trường hợp mà chúng ta gọi là co-infection. Và điểm thứ hai nữa là chúng ta cần phải lưu ý đến cái tác nhân gọi là Legionella pneumophila. Nó chiếm khoảng được chừng 4% các cái trường hợp, mà đặc biệt là các cái trường hợp nhập viện mà trong cái trường hợp nặng và nhập ICU. Chúng ta không bỏ sót các trường hợp này bởi vì nó không đáp ứng với các cái trị liệu có tính chất là thường quy. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái vấn đề kháng thuốc. Thì chúng ta biết rằng giữa vi khuẩn gram dương và gram âm, cái cơ chế tác dụng của kháng sinh của chúng ta nó khác nhau, bởi vì cái cấu trúc tế bào của vi khuẩn gram dương và gram âm là khác nhau. Và chúng ta cũng biết là trên cơ sở đó thì các cái cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn gram dương và vi khuẩn gram âm cũng khác nhau. Ở đây tôi sẽ muốn nói rằng là các cái vi khuẩn có thể có chung các cái cơ chế, mặc dù cụ thể thì nó sẽ khác nhau, nhưng mà phân loại thì nó là cùng một cái cơ chế gây kháng thuốc của vi khuẩn gram dương và vi khuẩn gram âm nằm trong bốn cái nhóm, tức là tăng khả năng bơm đẩy, tức là loại thải kháng sinh ra bên ngoài, rồi là tạo các cái hiệu ứng giảm các tác động của kháng sinh trên các cái vị trí đích,
hay là thay đổi các cái đặc điểm về mặt cấu trúc, cũng như là tạo ra các cái men phân hủy các cái thứ thuốc đó, và có thể một vi khuẩn có thể sở hữu một trong nhiều loại các cái cơ chế này để tạo nên cái hiệu ứng kháng thuốc mạnh hay là yếu. Đối với phế cầu là một cái tác nhân mà chúng ta có thể gặp là rất phổ biến ở trong thực hành viêm phổi cộng đồng, chúng ta cũng có một vài các kết luận như sau. Thứ nhất là khoảng 10% các trường hợp nhập viện có cái nồng độ ức chế tối thiểu là MIC trên 4 microgram trên millilit, hoặc là chúng ta nói là 4 mg trên lít. Hiện nay bằng chứng không đầy đủ cho thấy rằng mặc dù kháng thuốc với penicillin, nhưng mà cái câu chuyện của cái tác động của sự kháng thuốc đó với các kết cục lâm sàng là cũng không thật sự rõ. Chúng ta cũng không có bằng chứng đáng tin cậy để xác định rằng có mối liên quan giữa kháng các kháng sinh thuộc nhóm macrolide với thất bại điều trị ở trong lâm sàng, và có hiện tượng gia tăng đối với phế cầu trong cái việc mà chúng ta điều trị bằng fluconazole trong khoảng một thập niên vừa qua. Ở Việt Nam thì sao? Đây là một cái con số có thể nói rằng là tương đối hiếm hoi ở trong thực hành chúng ta có thể có được. Thì từ ba cái nghiên cứu, một cái nghiên cứu thứ nhất là trong khoảng 2008 đến 2009, nghiên cứu Armstrong cho chúng ta một cái nhìn tương đối khả quan về tình hình của phế cầu kháng penicillin ở cái ngưỡng 2 microgram trên millilit. Và chúng ta thấy rằng đến năm 2009, 2011, nghiên cứu Shoah cho chúng ta có một cái nhìn nó khác hơn là đối với các cái phế cầu không viêm màng não. Chúng ta thấy rằng là MIC của phế cầu đối với penicillin nó tăng lên 3 microgram trên millilit. Và cho đến 2018, tức là thời gian rất gần đây, trong một cái nghiên cứu mà chúng tôi phối hợp cùng với tiến sĩ Phạm Hồng Vân thực hiện ở Việt Nam, thì cho chúng ta thấy rằng là phế cầu đã kháng với penicillin ở cái ngưỡng 4 microgram trên millilit. Nếu mà nhìn lại từ khoa 2018 đến 2018, thời gian trong vòng 10 năm, thì chúng ta đã có một cái nhận định chung là tình hình kháng của phế cầu đối với penicillin là đang có khuynh hướng gia tăng. Nếu nhìn ở góc độ của khu vực Đông Nam Á thì sao? Ở đây có một cái nghiên cứu cũng rất là thú vị là từ 2009 đến 2011 trong một cái phân tích subgroup của nghiên cứu SOA ở khu vực Việt Nam, như ở Philippines, ở Campuchia v.v. Ở Singapore chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ kháng thuốc của phế cầu đối với penicillin là chúng ta đối với các kháng sinh là cho chúng ta thấy rằng là có một cái sự khác nhau giữa các quốc gia. Thì tôi highlight cái màu xanh là cái đường tổng hợp chung của các nước ở trong khu vực mà chúng tôi vừa trình bày, và cái đường highlight màu đỏ là cái đường mà chúng tôi muốn focus ở Việt Nam, cho chúng ta thấy rằng rõ ràng câu chuyện Việt Nam cái tình hình nhạy cảm là nó thấp hơn rất là nhiều, hay nói một cách khác là tình hình kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh là đáng ngại hơn rất là nhiều so với các nước ở trong khu vực chúng ta tham chiếu, mà cái tình hình kháng thuốc đó nó tập trung ở trên cephalosporin thứ 3 và trên kháng sinh macrolide. Nói về fluconazole thì chúng ta cần phải hết sức lưu ý là tốc độ xuất hiện kháng thuốc nó đi song hành với cái việc chúng ta sử dụng thuốc ở trong thực hành lâm sàng. Đây là một cái nghiên cứu ở Canada cho chúng ta thấy rằng trong một cái khoảng thời gian mà người ta gia tăng cái việc mà sử dụng thuốc, thì chúng ta thấy rằng là ở trên cả người lớn và ở trên cả trẻ em, trên những người trẻ chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ kháng thuốc nó cũng xuất hiện tăng lên rất là rõ ràng. Thế còn ở Việt Nam thì sao? Ở Việt Nam chúng ta thấy rằng là những con số đầu tiên ở những năm 2008, 2009 cho chúng ta một cái hình ảnh tương đối khả quan rằng là cái tỷ lệ kháng với levofloxacin và moxifloxacin là rất thấp. Có thể đó là thời điểm đó chúng ta khá yên tâm trong cái việc chỉ định sử dụng fluconazole. Thế nhưng mà đến năm 2009 đến 2011 và tiếp đến 2018 như trong cái nghiên cứu ECRI chúng tôi vừa trình bày đó, thì chúng ta thấy tỷ lệ nó lên đến 9,9 và cái nghiên cứu cuối cùng là 2018 nó lên đến 29,9, tức là sắp xỉ 30%. Chúng ta cảm thấy rất là e ngại, bởi vì các cái khuyến cáo mà việc sử dụng thuốc thường quy cho chúng ta một cái lưu ý, nếu trên 20% cái tỷ lệ chúng ta điều trị ở mà chúng ta phát hiện được ở cộng đồng thì chúng ta không có quyền sử dụng cái kháng sinh đó như là một cái sự lựa chọn đầu tiên trong phác đồ thường quy nữa. Thế như vậy rõ ràng là câu chuyện của một cái kháng sinh kinh nghiệm đòi hỏi chúng ta phải có một cái phân tích rằng là trường hợp đó có nguy cơ hay không có nguy cơ. Thì rõ ràng cho đến bây giờ tôi nghĩ tôi cùng với các anh chị trong hội trường đều thống nhất với nhau rằng là chúng ta đã có ý thức trong cái việc phân tích nguy cơ rồi. Nhưng mà thực sự mà nói thì cái ý thức của chúng ta ở trên cái cơ sở là chúng ta đi tìm yếu tố nguy cơ trên người bệnh, nhưng mà chúng ta lại không đi tìm yếu tố nguy cơ của chính chúng ta. Hay nói một cách khác là bản thân các cái việc chúng ta sử dụng các cái phương pháp can thiệp trong chẩn đoán, can thiệp trong điều trị,
thì rõ ràng nó là một cái thứ bệnh lý gọi iatrogenic, tức là một cái bệnh lý do thầy thuốc hoặc là cho các cái dịch vụ y tế nó sinh ra. Và rõ ràng chúng ta cần phải hết sức lưu ý, nó đơn giản như cái việc thở máy ban nãy có một cái báo cáo viên trình bày của ta, cái mask của bệnh nhân thở rất là kinh khủng như thế, nhưng tôi nghĩ cái hình ảnh đó không phải là hiếm gặp ở trong bệnh viện. Thì chúng ta cần phải hết sức lưu ý. Và trên cái slide này tôi có một cái ý định là muốn highlight cái màu vàng này lên, bởi vì trong tất cả các cái guideline khuyến cáo và điều trị kháng sinh kinh nghiệm, họ đều nhắc chúng ta rằng là cần phải có một cái điều tra dịch tễ ở cơ sở điều trị của mình cũng như là trong cái phạm vi của một quốc gia để chúng ta có một cái chiến lược đồng nhất. Thế như vậy rằng là rõ ràng là khi chúng ta tiếp cận với một cái trường hợp, đặc biệt là những cái trường hợp viêm phổi nặng, thì chúng ta cần phải có một cái lượng giá, mà cái lượng giá đó là hướng đến việc phát hiện các cái tác nhân vi sinh gây bệnh không điển hình và có cái đặc điểm khám với cái trị liệu gọi là thông thường. Thì cái thuật ngữ hiện nay đã được đề xuất và được rất nhiều các cái tài liệu và tác giả chấp nhận, đó là thuật ngữ PES, tức là Pseudomonas, là Enterobacteria C có ESBL dương tính và MRSA, tức là tụ cầu kháng penicillin. Và những cái tác nhân này không phải là không thể không thấy được ở trên những cái trường hợp viêm phổi cộng đồng thật sự, nhưng mà nó là những cái tác nhân mà chúng ta nên gọi đó là không phổ biến. Và chúng ta cũng không thấy cái hình ảnh của các cái tác nhân này trong các thang điểm mà chúng ta được sử dụng để đánh giá cái tình trạng nặng của viêm phổi cộng đồng. Có thể nói là nó khá phức tạp. Và tỷ lệ mắc của những trường hợp này nó phụ thuộc vào rất nhiều vào từng khu vực về vấn đề liên quan đến các cái chăm sóc, các cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe và vấn đề sử dụng kháng sinh của bệnh nhân ở trong quá trình điều trị hoặc là trong quá trình sinh hoạt. Và thường xuất hiện trên bệnh nhân có những yếu tố cơ địa, mà những yếu tố cơ địa đó chúng ta đã có một cái thói quen tương đối là thường quy rằng chúng ta sẽ đi tìm các cái yếu tố đó. Thí dụ như là bệnh nhân già, thí dụ như bệnh nhân có bệnh đồng mắc, thí dụ như bệnh nhân có nguy cơ viêm phổi huyết, hoặc là thí dụ như bệnh nhân sử dụng kháng sinh trước đó rất là nhiều. Thế như vậy nếu như chúng ta đi tìm các cái yếu tố đó trên các cái thang điểm đã được phân tích, được đăng public ở trên các cái tờ báo khoa học, thì chúng ta thấy rất là nhiều các cái thang điểm. Cho nên là tôi rất muốn là focus nó lại bằng hai cái trục rất là quan trọng, là vấn đề có tiếp xúc với kháng sinh hay không, và vấn đề có tiếp xúc với các cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà có can thiệp hay không. Và vấn đề thứ hai là tình trạng của bệnh nhân có nặng hay không, để chúng ta có một cái thái độ quyết định điều trị cho nó hợp lý. Đứng dưới góc độ các tác nhân vi sinh gây bệnh không phổ biến và kháng thuốc, thì một câu hỏi đặt ra rằng là liệu vấn đề kháng thuốc nó có tác động đến vấn đề lâm sàng hay không, thì đây là một câu chuyện nó tương đối là nó không được rõ ràng lắm trong các cái nghiên cứu phân tích so sánh, bởi vì chúng ta biết các cái nghiên cứu phân tích so sánh rất khó thực hiện ở trong thực hành lâm sàng. Ở đây chúng tôi xin được trích dẫn một cái nghiên cứu từ năm 1995 đến năm 1997 ở Mỹ, cho chúng ta thấy rằng là nếu như là vi khuẩn mà phế cầu mà có cái MIC trên 4 thì chúng ta thấy nó có một cái tác động rất là rõ trên cái tỷ lệ tử vong chung, tỷ lệ tử vong sau 2 ngày điều trị và tỷ lệ tử vong sau 4 ngày điều trị. Còn đối với cefotaxim thì MIC trên 20 mg/ml là đã có một cái sự tác động nhất định. Thế như vậy rằng là vấn đề kháng thuốc là vấn đề có chi phối đến cái vấn đề hình ảnh bệnh nặng và hình ảnh tiên lượng của bệnh nhân, để chúng ta cần lưu ý. Như vậy nhưng mà các vi sinh gây bệnh liệu nó có tác động đến vấn đề bệnh nặng và cái kết cục của bệnh nhân hay không? Thì trên một cái phân tích cũng rất là thú vị ở cho chúng ta thấy rằng là nếu như là các cái vi sinh mà được phân tích dưới góc độ của đơn biến đó, thì cho chúng ta thấy cả phế cầu, cả trực khuẩn đường ruột gram âm Pseudomonas, hoặc là hiện tượng gọi là đồng nhiễm nhiều vi sinh gây bệnh và nhiễm khuẩn máu là các cái yếu tố mà chúng ta thấy có ý nghĩa. Nhưng mà khi phân tích đa biến thì cho chúng ta thấy phế cầu và trực khuẩn đường ruột gram âm và Pseudomonas là có sự tác động. Thế như vậy là nếu mà đứng trước các cái trường hợp mà bệnh nặng mà chúng ta không có khả năng nhận định về vấn đề vi sinh được, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý đấy là một cái phác đồ điều trị có tính phổ rộng và có khả năng bao vây cả các cái vi khuẩn gram dương và bao vây các cái vi khuẩn gram âm, chứ không thể nào mà chúng ta dùng các cái phác đồ phổ hẹp được nếu mà chúng ta điều trị kháng sinh kinh nghiệm. Và thực tế cho thấy rằng là những cái trường hợp có nguy cơ nhiễm trực khuẩn gram âm mà chúng ta thấy rằng là ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng corticosteroid, ngoài cái việc chúng ta sử dụng kháng sinh trước đó, hoặc là những cái bệnh nhân có cái bệnh lý nền, hoặc là có cái nhịp thở trên 30 lần phút đó, thì chúng ta thấy rằng là cái tình trạng sốc septic, tức là cái tình trạng sốc nhiễm khuẩn của bệnh nhân là tăng có ý nghĩa. Hay nói một cách khác là
cái vấn đề nhiễm khuẩn gram âm là cái nhận vấn đề có ý nghĩa trên những cái trường hợp có bệnh cảnh lâm sàng nặng. Bây giờ tôi xin được nói đến cái vấn đề tiếp cận điều trị kháng sinh kinh nghiệm. Thì phải nói rằng là khi chúng ta tiếp cận điều trị kháng sinh kinh nghiệm thì trong đầu chúng ta cần phải có một cái ý niệm rằng trong trường hợp này vi sinh gây bệnh là gì để chúng ta có một cái sự lựa chọn. Thì có một vài cái kết luận như thế này: tuổi và mức độ nặng là yếu tố chúng ta cần phải tham khảo. Và cái thứ hai là những cái trường hợp nặng chúng ta cần phải lưu ý có một cái tác nhân vi sinh gây bệnh không điển hình ở trong đó, đó là Legionella. Và cái việc mà chúng ta tiếp cận với cái lâm sàng nặng cộng với các yếu tố nguy cơ, thật sự đó là một cái sự suy luận có tính logic để chúng ta quyết định điều trị kháng sinh kinh nghiệm hợp lý. Nếu như chúng ta mà nhìn vấn đề dưới góc độ lâm sàng thì chúng ta cũng đừng quên chúng ta có một cái vũ khí rất là lợi hại trong tay, đó là các biomarker. Thì ở đây chúng tôi rất là muốn nói một cái con số, mà con số đó cách đây một tuần ở Hải Phòng chúng tôi có một cái sự trao đổi với nhau rằng là khi chúng ta làm các biomarker, thí dụ như là procalcitonin, thí dụ như là C-reactive protein chẳng hạn, thì khi nó tăng rất cao thì rất nhiều khả năng đó là các cái cầu khuẩn gram dương. Nhưng mà nó tăng, nhưng mà tăng không rất cao thì nó có thể nó là nhiễm trực khuẩn gram âm, để chúng ta có một cái lập luận kết hợp với các cái thông tin về lâm sàng. Ở đây có một cái nghiên cứu, mặc dù cái nghiên cứu này không phải là nghiên cứu gọi là có một bằng chứng có thứng thuyết thuộc mạnh, nhưng mà chúng tôi cũng xin được đưa ra con số là C-reactive protein dưới 12.35 mg trên decilit là rất nhiều khả năng đối với nhiễm khuẩn gram âm. Chúng ta cũng có thể dựa vào các cái biomarker khác, thí dụ như là công thức máu kết hợp với procalcitonin và C-reactive protein để chúng ta có thể phân định được là đây là nhiễm khuẩn điển hình hay là nhiễm khuẩn không điển hình, đây là nhiễm khuẩn hay là nhiễm virus, để chúng ta có một cái thái độ điều trị cho nó hợp lý. Và chúng ta nhìn thấy trên cái slide đó là chúng ta thấy có một sự khác biệt có ý nghĩa rất là đồng thuận giữa procalcitonin, C-reactive protein và bạch cầu đa nhân trung tính. Về mặt điều trị thì PKPD cho chúng ta một cái ý niệm rất rõ rằng là time to MIC là một cái nhìn nhận rất là quan trọng khi chúng ta quyết định điều trị kháng sinh nhóm beta-lactam. Ở đây có một cái phân tích cho chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta cho kháng sinh ở cái time to MIC trên 40 thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân cũng như là cái tỷ lệ mà làm sạch vi khuẩn ở trên các súc vật thí nghiệm là rất là rõ. Nhưng còn nếu mà chúng ta mà sử dụng beta-lactam mà thời gian time to MIC dưới 40 thì cái khả năng thất bại cả về mặt lâm sàng cũng như là cả về mặt vi sinh đều là rất là cao. Và đây là một cái bảng hướng dẫn cho chúng ta về việc chúng ta sử dụng amoxicillin kết hợp acid clavulanic, cho chúng ta thấy nếu ở Việt Nam như nghiên cứu mà chúng tôi trình bày đó là 4 microgram trên ml thì amoxicillin bắt buộc phải sử dụng 1 gram mỗi 8 giờ, và nếu chúng ta dùng 2 gram thì là 12 giờ. Chúng ta không còn cái liều 500 nhân 3 như trước đây nữa. Nhưng mà đối với Haemophilus influenzae thì không phải là vấn đề liều amoxicillin mà vấn đề kết hợp với acid clavulanic hay là kết hợp với kháng beta-lactam. Ở đây chúng ta cho chúng ta một cái nghiên cứu rất là thú vị là nếu chúng ta sử dụng liều thấp hoặc là liều cao thì chúng ta thấy rằng vẫn có amoxicillin đơn thuần thì vẫn có một cái nhóm các cái vi sinh có MIC lớn, nó có thể vẫn thoát được cái kiểm soát. Nhưng mà nếu ở dưới chúng ta thấy dùng amoxicillin liều thấp thì chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta dùng amoxicillin liều thấp kết hợp với acid clavulanic thì chúng ta thấy rằng là không có vi khuẩn có MIC cao thoát được. Thế như vậy là rõ ràng cái chiến lược đối với Haemophilus influenzae, chiến lược đối với Moraxella catalis là kết hợp với kháng beta-lactam chứ không phải là chúng ta tăng amoxicillin như là phế cầu. Và cái nghiên cứu này cho chúng ta cũng thấy rất là rõ, khi chúng ta dùng amoxicillin liều thấp và amoxicillin liều cao và amoxicillin liều thấp kết hợp acid clavulanic thì cái tỷ lệ nhạy trên cái PD tính trên cái PKPD breakpoint là nó không khác gì nhau, hay nói cách khác là liều thấp kết hợp với acid clavulanic nó có một cái hiệu quả tốt hơn, nhạy hơn so với sử dụng amoxicillin liều cao không acid clavulanic. Đây là một cái nghiên cứu cũng rất là thú vị mà các bạn có thể hình dung là đây là một cái nghiên cứu rất hiếm ở trong y văn quốc tế. Chúng ta không thấy được cái gọi là nghiên cứu về cái sự gọi là tác dụng cộng hoặc tác dụng hiệp lực giữa việc chúng ta phối hợp kháng sinh. Thế thì ở trong cái nghiên cứu này chúng tôi thực hiện cùng anh Hồng Vân cách đây 2 năm trong nghiên cứu X-ray chúng tôi trình bày này. Thì khi chúng ta kết hợp kháng sinh với nhau
thì chúng ta thấy rằng nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng gọi là kết hợp với nhau ở cái mức độ xấp xỉ 50% đối với Haemophilus Anze và nó xấp xỉ đến trên 80% đối với phế cầu. Thế như vậy rằng là cái phác đồ điều trị của chúng ta đối với Haemophilus Anze là đối với phế cầu thì chúng ta cần phải lưu ý cái vấn đề kết hợp kháng sinh của chúng ta có khả năng giải quyết cái bài toán tăng AMIC trong thực tế. Chúng ta đang nói về cái vấn đề kết hợp kháng sinh giữa amoxicillin và acid lavonic tạo nên cái hiệu ứng cộng ở trên in vitro, và chúng ta cũng rất mong rằng cái hiệu ứng cộng trên in vitro nó sẽ là cái hiệu ứng cộng ở trong cái thực tế lâm sàng của chúng ta. Thế thì chúng tôi xin được nói rất là nhanh bởi vì nó có một sự trục trặc về mặt kỹ thuật, nó mất thời gian, là khi chúng ta kết hợp với macrolide thì cái hiệu ứng đó nó tạo nên trên cả các cái vi khuẩn đã tỏ ra kháng với macrolide rồi, và thậm chí trên cả các vi khuẩn bình thường không tác dụng với macrolide, đó là Pseudomonas. Và cái thứ hai nữa, nếu mà chúng ta sử dụng quinolone thì chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta phải dùng liều làm sao với cái diện tích dưới đằng cong của thuốc đó, tức là liều của chúng ta làm sao phải là đạt được trên 100 để chúng ta tạo nên được cái hiệu ứng tác động trên vi khuẩn mà nó không gây kháng thuốc. Nhưng mà ở cái chỗ này tôi rất muốn lưu ý ở cái chỗ, nếu chúng ta có một cái trị liệu gọi là kết hợp thì chúng ta có thể giảm được cái tỷ lệ xuất hiện đề kháng kháng sinh của Pseudomonas và các cái trực khuẩn gram âm khác ở cái mức rất là thấp, còn lại mức thấp là 11-0%. Như vậy là câu chuyện của quinolone là câu chuyện chúng ta nên sử dụng thuốc với liều đủ và kết hợp để chúng ta giảm cái nguy cơ xuất hiện kháng thuốc ở trên các vi khuẩn gram âm. Về vấn đề điều trị thì tôi xin được nhắc một vài cái slide về vấn đề bằng chứng để cho chúng ta thấy rằng là chúng ta chưa có bằng chứng để nói rằng cái việc chúng ta bao vây atypic là có lợi ở trong thực hành lâm sàng thường quy đối với viêm phổi cộng đồng, trừ chúng ta khi chúng ta điều trị hướng đến cái việc mà chúng ta giải quyết Legionella. Vậy thì khi nào là Legionella thì tôi xin được nhắc lại, Legionella là những trường hợp có khả năng gây bệnh ở trong những trường hợp nặng nhập ICU khoảng độ chừng 4%, và đã có những tài liệu người ta quan niệm rằng Legionella không phải là tác nhân vi sinh cộng đồng mà là tác nhân vi sinh bệnh viện. Chúng ta nhìn một cách khái quát về các cái phác đồ điều trị ở trên thế giới, Mỹ và các nước Bắc Mỹ, Hiệp hội lồng ngực Anh và ở châu Âu cho chúng ta thấy dường như có một cái sự khác biệt giữa các cái guideline của Mỹ, Bắc Mỹ, ở châu Âu và của nước Anh, thì cho chúng ta thấy rằng là Mỹ và Bắc Mỹ dường như họ rất là thích thú với macrolide và doxycycline, trong khi đó Anh và các nước châu Âu thì lại rất rất thích khuyến cáo đối với các trường hợp viêm phổi cộng đồng nhẹ và trung bình điều trị ở cộng đồng bằng amoxicillin. Hoàn toàn chúng ta thấy rằng đây không phải là một cái sự mâu thuẫn, và đây có những cơ sở rất là quan trọng về vấn đề vi sinh mà nếu có thời gian trao đổi thì chúng tôi sẽ giải thích thêm. Thế còn đối với những trường hợp mà nhập viện hoặc là đối với những trường hợp nhập ICU thì tất cả các phác đồ đều có một cái sự thống nhất rất là quan trọng, và tôi xin được nhắc lại những trường hợp nặng chúng ta cần phải xác định nguy cơ nhiễm Pseudomonas và nguy cơ nhiễm MRSA từ cộng đồng. Và nếu như chúng ta không có thấy có nguy cơ thì chúng ta có thể yên tâm kết hợp beta-lactam với macrolide như là tôi đã nhấn mạnh rất là quan trọng. Và cái thứ hai, nếu như chúng ta thấy có nguy cơ nhiễm Pseudomonas thì chúng ta cần phải lưu ý đến cái vấn đề kết hợp với các cái beta-lactam kháng Pseudomonas. Còn nếu đối với MRSA chúng ta cần phải kết hợp với các cái thứ thuốc kháng tụ cầu. Và trong một cái tầm nhìn trong tương lai thì tôi nghĩ chúng ta cũng không nên bi quan, vì thực sự mà nói là nếu chúng ta làm tốt dưới góc độ lâm sàng, và nếu các cái nhà bào chế họ vẫn tiếp tục có những cái chiến lược để phát triển các kháng sinh mới thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để chúng ta tiếp cận điều trị đối với những trường hợp kháng thuốc trong tầm nhìn của chúng ta trong tương lai. Để kết luận thì quá thời gian rồi, cho nên tôi xin được nói một cái ý cuối cùng ở trong kết luận này. Đó là cái vấn đề mà chúng ta nhìn cái vấn đề của viêm phổi cộng đồng mà kháng thuốc dưới góc độ chiến lược thì chúng ta cần phải có một cái số liệu tình hình nhạy cảm, hay là nói cách khác tình hình kháng thuốc của các cái vi sinh gây bệnh ở cơ sở y tế của chúng ta và ở quốc gia của chúng ta. Đây thật sự là mà nói một cái khoảng trống rất lớn mà chúng ta chưa có được để chúng ta xây dựng một cái chiến lược điều trị cho nó có hiệu quả và hợp lý. Xin cảm ơn sự chú ý của các anh các chị.